Rồi, tạm mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thư Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hôm nay thì chào sân thấy đội ngũ thấy hơi sung sung nha. Cái nào cũng được hết trơn. Quay như nào? Thôi muốn phải sửa cho. Rồi đi qua đi. Phải sửa luôn hả? Trên Tú đi đi. Thấy lại anh Tú thích anh Tú phải sửa. Trên Tú phải sửa đi. Muốn họ xây sẵn đi quả hết anh cũng chia sẻ cả nhà chưa thì cũng xin chia sẻ cả nhà là sáng á, thì mấy hai cũng về thành phố cho nên mấy anh em cũng tập trung tại nhà mẹ, rồi chia tay mấy hai xong thì chia tay hơi quyến luyến rồi hơi trễ cho nên về nhà cắt cỏ trễ, cho nên mấy anh em nói là xuống đây sẽ cắt cỏ phụ hai chồng của Nguyệt cho nên cho nên Nguyệt cũng ghé mua một ít đồ ăn sáng nè cả nhà, với quậy nước uống, mấy anh em uống nước xong rồi ăn gỏi mì xong rồi sẽ ra cắt cỏ cho bò ăn. Định xuống đây là tiếp hay về đâu rồi xuống hơi báo anh đưa tèo. Trời ơi có. Bữa nay là hết đồ ăn không có đồ ăn. Thì nãy Nguyệt nói đó là quyến luyến thì đó cả nhà, chia tay rồi mà vẫn còn xuống tới đây nữa. Thì trước tiên mấy anh em xuống phụ cắt cỏ thì trước tiên mình lót dạ trước đó nha, uống nước thì lót dạ xong hãy đi cắt. Nói lên cái này chỉ khóc sáng mai này không dám mà lên, không dám lên cái này thôi dò giống nhau không rồi mai ơi còn thiếu rồi sáng em sáng của tôi sáng mai cũng còn bảy đó, mấy con bảy nó là còn thiếu thiếu em bảy của tôi trang quay là quay bảy về bác phải nó nói với chị em ăn xôi đi cho sáng bác phải không có lên lên chỉ đi về chỉ miếng miếng nha bác phải không có lên khóc không bảy mời cả nhà mình đi trả sáng nha. Sáng vậy là khóc lần lần này. Mời cả nhà cũng phê luôn nha. Bảy không mỉm bảy. Xin mời cả nhà luôn nha. Ăn xôi giả đó. Có gì chưa? Lên có ăn ra. Ổ mì luôn. Có gì chưa? 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 Này đọc lại, này đọc lạ, này đã uống cà phê hết mình uống cà phê sữa. Ủa sao đổi vậy hả? Tại em biết anh uống cái này hồi trong cà phê sữa. Cái cà phê này cũng ngon lắm nè. Cà phê này ngon lắm. Cái cà phê này mày thịt mà. Ta uống rồi biết uống người ta nói cái nào là ở trong vậy hết nhưng mà chú ăn thích này. Còn mình không biết cái cà phê đang thừa lùi mình đặt không có đâu. Cà phê trong thì cà phê nguyên chất. Nguyên chất nó màu vàng vàng chứ nó như nước trà mình. Nó đỏ đỏ. Còn cà phê mà nó màu đen xì á, bởi vì khi nó bỏ màu vậy nữa. Cà phê này cũng mà bữa ngon nó có vị ngọt quá. Hả? Cà phê này của em như quà tặng nhà ăn bánh mì. Tự mời cả nhà uống cà phê sữa. Cà phê này bữa chị Vinh về chị Vinh cho. Tặng không? Chị Vinh mua ở từ Mỹ cho. Nói là ông Hải làm ngon lắm cà phê. Thôi em thử miếng nha. Nó quý quá trời luôn. Cái hậu nó mình ngộ lắm, nó lạ lạ cho nên cà phê ngon phải đãi anh em chứ cả nhà. Cũng mời Nguyễn lấy báo kìa, cũng mời cả nhà nha. Em cũng mời chị Vinh uống cà phê sáng luôn. Là nhà ta rồi bắt tao làm cà phê ăn sáng cái này bây giờ mà hai chị em mà ăn sáng. Ủa cái này cũng như là xuống phụ em đãi chứ có gì đâu. Ăn bánh mì nha. Mì thịt cả nhà. Để ăn rồi lại uống thôi thì đi xuống như này mai mốt mà nói thôi để xuống cắt cỏ rồi đi tèo hơ hơ chị từ chối đi. Trời ơi có nhiều đâu mà nói vậy chết luôn rồi. Nói chung là chị em thương rồi chị em mới nhín thời gian ra để phụ cái nhà. Thương còn hết nữa nói gì. Uống rồi sữa quen rồi giờ thử cà phê coi sao. Nghe kể từ bên Mỹ rồi thử. Ăn gian là thử chứ không thử. Thử hả? Thử. Ngủ liền á. Thử thử. Mời cả nhà ăn bánh mì thịt nha. Mì thịt chả hả bà? Đó mì chả, còn này mì thịt. Xôi béo ngon. Xôi ngon lắm. Ngon á. Thôi ăn cầm bụng lắm á. Ăn cục xôi là no tới chưa? Này mua nhỏ cháo bán ở sớm nè. Sáng bán đồ ăn sáng sớm. Bán đủ hết á. Thịt cá. Đi trên mẹ về làm ghé mua luôn. Hay anh Tú nói sao nhanh đó, anh Tú tính đi chợ. Đó, có đi chợ không? Sao? Bởi vì ghé mua. Bắt đầu xuất phát nha cả nhà. Hôm nay đội hình là chở ra là khẩm luôn à. Chìm đây đám mưa lớn á. Đám mưa lớn á cái người ta không tát ra cái nó chìm luôn. Ha ha.
lé đé dữ hơn cỏ nữa nên là máy chạy hết nổi luôn. Cái quà nó gọi tháng chuẩn bị đi không cái gì tháng chuẩn bị bà ơi bởi vì nó thấy được cái chị không sao mấy ký sao mấy ký là nó sao 7 ký. Bông bần đẹp. Bông bần đẹp thơm. Có một bài hát bông bần đúng không? Bông bần những trắng bờ sông. Có bông bần về. Ê, đúng là rất là hay luôn á, tại vì đây chị lấy chồng xa cho nên lấy chồng xa xứ đúng không? Có bông ngày về. Hồi xưa thì ra là bông điên điển coi. Chị cũng việc bông bần. Bông bần. Đúng rồi. Bông bần. Bông bần là anh bông bần bờ sông này em bờ sông kia. Bông bần bông cũng trắng bờ sông không lấy chồng xa xứ khó mong ngày về. Bông điển. Bông bần mà cãi không à, cái bài đó bà bông bần có cái đoạn đó luôn là đúng tâm trạng của chị luôn, tại vì chị có chồng mà hơi xa cả nhà. Có mấy trăm cây số. Sau này thì chị mới về ở gần nhà mẹ luôn. Chứ hồi xưa là muốn về cũng khó. Nè, giờ ra đến chuồng bò cả nhà. Dạ. Con nó giữ nghe. Giờ ngâm thức ăn để đó, cái mấy chị em cũng cùng nhau đi cắt cỏ. Này thì mấy anh chị em xúm lại nè. Ngồi cái giáp clip luôn. Nhưng mà cái cỏ không có đau lưng đâu, cái lúa đau lưng. Ngồi. Cắt đông á, mình cắt lúa gì nữa. Cắt được đông á mình cảm thấy nó không ngán ha. Không mệt. Còn mà đi cấy hay là cắt lúa gì mà thả ra mên mông có ơn hay là có hai người á, ngồi ngóng không à. Không thấy gì là mốt gì là chỉ cho. Bữa nào ngán quá chị ơi, Nguyễn ơi, chị ngán quá, chị xuống đây cắt tiếp. Cỏ thì mưa quá cả nhà, mưa quá cũng hơi khát cỏ nha. Cỏ sao để dây không ai bỏ lên chứ gì ta. Ủa để cho gom mà. Bốn người cắt, Nguyễn thì gom. Gom chắc thì hồi trời bó lại cả nhà. Cắt gì không kịp bó vậy? Cắt không kịp gom. Không gom luôn. Bốn người cắt mà không kịp gom kìa. Anh Tú cắt cỏ cái này là nuôi bò được rồi đó. Nuôi không? Cái này lúc đầu Tú đâu có gành đâu. Nhờ nuôi mấy vịt. Nhờ mấy vịt có kinh luôn hả? Có kinh nghiệm. Rồi đi trước rồi nha, chưa biết ai đi trước hả? Em ở phía sau đây nha. Cắt cỏ này thì đông đông vui vui đó nha, chắc không mệt. Còn nhầm bữa nhiều khi Tèo vợ Tèo mất công chuyện á, Tèo cắt mình á ra buồn lắm. Cái clip này thì nó cũng còn dài, sâu tới đằng kia nữa. Tèo còn được mớ mảng cầu nữa nha. Thấy gom không kẹp cái gọn. Bông quá trời luôn. Dưỡng cái nữa Tèo nghỉ nuôi bò á. Thì Tèo dưỡng mảng cầu này lại. Mình để trái nha. Năm nay là để trái được rồi đó. Nhưng mà tại vì công việc quá cả nha. Chưa có thời gian. Không có thời gian nhiều quá. Cho nên là dưỡng năm tới để trái. Cái này mảng cầu thái nha cả nhà. Mảng cầu thái là cái bông nó tới thời điểm là nó sẽ dọp gì nè. Nó dọp màu nâu gì nè. Người trong nghề thấy cắt cỏ có khác liền ha. Lúc nào dẫn đầu vậy ha. Lúc nào dẫn đầu.
Gái đeo chẳng đầu coi. Đeo mà dẫn đầu à. Sao gắn vượt qua chứ sao gắn đeo mà dẫn đầu. Ấy vừa vừa thôi Nguyễn ơi, bự quá nó giá nặng. Để đi ấy đi gần họ anh bó. Có ganh giới hả? Không hút hả? Hay quay luôn. Bữa nay là bất ngờ thấy được cái thân hình của Nguyễn Miền Tây. Thân hình 6 muối nè. 6 muối mà bị 5 muối kia nó hơi lạng mất rồi. Còn muối à. Quên lấy ông hút rồi nè. Thì gót ra người nắp rồi. Tới rồi đó. Cũng nhanh đấy nha. Nói chuyện lay quay mà. Ủa? Bên đây là hết rồi hả? Hết rồi đó. Bên kia hết trơn rồi. Bên đây là chi? Còn bên đây bên kia khúc nữa kìa. Cách tới đó rồi lội ngang mương qua bên kia luôn. Bên kia xanh quá trời luôn kìa. Đó của anh hai. Của anh nó tới cái mấy lứ này nè. Cháu rồi lứ. Cỏ tạp quá trời luôn, đều diệt bỏ nha. Để nó thắt cỏ voi. Tiêu tèo mắc định thôi, tiêu tèo mắc định. Cái lần này uống hổ gì lạ lạ vậy trời. Nịch định cho nó đau. Hiểu nước nha, đang khát mà đưa nước vô nó đã. Nịch nịch chứ đó, nhìn thấy cũng quay quá ha, giống y gan như mấy người đóng phim phim cổ trang ngày xưa vậy đó. Cái mấy nhỏ đó. Đây cả nhà, đây nè. Tèo làm rồi nịch cái đai. Đây, bay qua cái gì đó. Cái mắn cầu. Cái mắn cầu bay qua cái này, bay qua cái kia. Chỉ có trong phim thôi. Bay qua cái này qua cây kia rồi cầu cầu cứu luôn. Nãy giờ là mấy chị em chắc thì cũng được 7 bó rồi nha. 7 bó thì 5 bó nữa nha. 5 bó nữa thì ăn được 2 ngày. Nhà uống nước. Quá hả? Ừ. Ê, cái mương này là đi ra tới ngoài luôn không? Tới chỗ cái cầu này đó chị. Vậy mình dục đây mình lâu đi. Dục xuống nước rồi lo lên không nổi, nó thấm nước. Rồi cái mùi xương ướt rồi giác còn không nổi nên dục dưới. Miễn thịt không mà. 6 muối luôn mà. 6 muối dồn lại muối. Lúc em 13, 14 tuổi em lực lắm á. 6 muối. Mình dây vô phòng đẻ. Có mặn gì đâu khách nước. Rồi, mặn nhà không nước nha. Bầu trời đẹp quá, nay bầu trời lại ngoài sóc. Này đưa máy lên quay bầu trời nhìn sẽ đẹp lắm á. Đẹp, máy này ghi ảnh bầu trời. Máy anh quay bầu trời xấu lắm. Nó giận giận vậy đó. Máy anh quay bầu trời xấu lắm. Màn hình đó. Cái này chắc cũng cả 3 năm rồi đó chị. Ủa? Ừ 3 năm. 3 năm hơn rồi. Nghe rồi không? Giờ tới rau muống nhớ cắt rồi để cho anh nghe. Muốn ăn được không mà? Được. Ý anh Tú thích cắt rau muống. Không cái rau muống là anh rau muống về cho ừ, hồi anh Tú rau muống trở luôn đi, bữa nay khỏi đi cắt. Dạ. Ừ. Anh Tú có quà cho muốn không? Cái này có quà. Đâu có quà. Mấy bãi trong kia. Có gì? Có quà. Không, dắt mấy bao phân bò về đang trồng rau cải. Ờ, đâu quý lắm à. Phân bò đây thì nhiều lắm. Để tốn tiền một phân nhiều. Tự tèo đó gì, tự tèo không có chứ phân bò thì đây. Bò thì bao la luôn. Rồi thì cũng cắt xong hết trơn cả nha. Hả, 5 cây lưỡi hái đủ rồi. Thì bữa nay cũng có nhờ mấy anh em xuống phụ nữa cả nha, cắt thì cũng xong, cũng đưa vào chuồng bò xong hết trơn rồi. Anh Tú thì bữa nay sẵn xuống đây có rau muống đó, anh Tú ruộng 2-3 cây muống vậy cho vịt ăn luôn, ăn về tránh khỏi cắt. Để bên đây cũng có quà nó mà không lấy. Để bên đây có quà nhưng mà để bên đây nó là còn nó không lấy. Thì Tú Trinh Vlog với Nguyễn Miền Tây thì tiếp cỏ cho ba cho tèo xong thì về cũng có công việc đột xuất cả nhà, cho nên là về tính mời anh chị lại gia em lại dùng bữa cơm, nhưng mà mấy chị em như là lúc quay đang đang ở nhà cho nên là mấy chị em không có thời gian nên là mấy chị em đi về luôn. Giờ thì Trinh tha mặt mấy chị em hẹn gặp lại cả nhà ở video của Tư Tèo. Rồi thì cảm ơn anh chị với hai em nhiều nha. Mai mốt có cái cỏ ở xa xa vậy nè để em lên giác cho. Rồi sẵn đây anh cảm ơn Tư Tèo luôn nha, cho anh hai vòng quà lớn. Trời ơi, gì xuống phụ có hai vòng quà muốn. Thì đó, đi lên đây về
anh Tú nói là về chợ anh cắt rau muống cho vịt ăn, nhưng sẵn đây có rau muống á cả nhà, cho nên là kêu tôi cắt luôn, sẵn chuyến về mình đem về luôn. Năm sau là xuống có mít ăn nha. Có mít hả? Mít nè, mít ăn trong bự rồi nè. Không chứ cửa nhà tôi ngồi trước chị thấy mít nữa. Cái đó cây à, cái đó mít Thái đó anh trồng trước. Ừ. Cái này là à, cái này là mít ruột đỏ, còn mít ngoài kia là mít Thái. Nào chín là hú 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 rồi lên. Nào chín là em hú. Qua được không? Đi đi qua bên chỗ Huệ Nguyễn, đi bên đây không khó đi. Bây giờ hai chồng cũng về tới nhà cả nhà. Chỗ này đủ rồi cả nhà. Cái đêm mà đám mưa lớn đó. Ngã luôn. Anh không cắt cho đủ cho rồi luôn đi anh. Gà da chứ ta. Gà da nè. Con thấy gà da. Thấy nó vàng vàng rồi nè. Con đốm vậy là nó gà da đó. Hôm nay mình sẽ thu hoạch được một trái đu đủ đầu tiên nha cả nhà. Không biết ruột vàng, ruột đỏ. Hỏi mình mua thì ruột đỏ, ruột vàng đó. Nhưng mà hồi đó Nguyệt cũng mua giống bông xua đũa màu tím cả nhà. Nhưng mà trồng ra màu trắng không. Mua hai cây đỏ, hai cây trắng. Hỏi mình trồng 4 cây giờ sống được... hai đủ, cây ha. Đủ hả? Không đủ 4 cây hả? 4 không? Nè đây đó, bên đó 1 cây, đây 1 cây nè. Ừ. Hình như cây đó trái dài kìa anh. Trái dài. Cái này trái tròn. Cái này nào, đừng có chổi vô. Cái này cho em phải hỗ trợ anh nè. Hỗ trợ sao? Bữa nay cho em đi mua bao về bọc quá anh nè. Nhìn trái nó đẹp quá nè. Ê anh, bữa nay Tết không vậy? Chắc Tết kịp. Tết chưng ha. Mình sẽ nhất định mua bọc về đang bọc nó mới giữ được cái trái tốt cả nhà. Sao? Sao hỗ trợ anh sao? Hỗ trợ làm khổ quay mới được. Em đỡ tiếp anh tay được rồi. Tay à? Thằng anh giờ cây vô nè. Sao không cắt trái này cho nó bớt nhẹ trời. Trái này cỡ 1 kg. Anh cắt đi. Cũng đỡ. Rồi thu hoạch được trái. Trái cả cái gửi đó. Em bảo tiếp anh nhẹ nhẹ không thẳng từ từ đó. Hôm nay có nhiều trái mà nó nặng. Đỡ lên muốn nổi. Mình có gần bẻ mấy trái đeo bỏ không anh? Hả? Cho nó nuôi những cái trái khác. Cái này nè. Tiễn, này, tiễn trái nào xấu. Trái đeo mà nặng. Trái đeo hai trái rồi đó. Cho nó nhẹ lại á. Tại vì thấy nó bị ngã, nó cũng mất sức á. Rồi lấy dây gịch vô cây bưởi nè hả? Công nhận gốc bưởi chắc ha. Cứng nè, cứng ngắt. Cầm dây vô đó nè. Thầy cũng mới lấy thêm con dây cột nữa cả nhà. Chổi lên chút nữa. Sợ hai cái tre nè, gió nó đưa chịu không nổi. Chào cầu cây cột đó kìa. Vậy là an toàn rồi đó. Búng gốc lên luôn. Đi mưa đó cả nhà, búng gốc lòi ghế luôn. Quá trời ghế. Vì chị leo thì bữa nay nó cho xuống trái nè nha. Chị leo này thấy màu có trái này nha. Thấy trái không? Trái dưới gốc luôn nè. Dây nào cũng ra nụ quá đây. Nhưng mà nó mưa quá là nó bị dọp. Nè chỗ cuốn này là hai nụ luôn nè. Chỗ ngay chỗ này nè. Hai nụ. Nè nụ nè. Dài kia nhóc hết trơn. Giờ thì cũng xong hết trơn cả nhà. Giờ chuẩn bị vào bếp làm cơm ha. Sáng thì biết ở nhà có khách, mình cũng mua cái này là sườn nha cả nhà. Cái này là sườn heo với xương cổ nè. Mình mua hơi nhiều đặng về để tính làm cơm có khách ăn, mấy chị em ăn chung cho vui. Nhưng mà mấy chị em thì ai cũng có công việc hết, cho nên về hết rồi. Rồi mình hồi nó chắc mình hầm phân nửa đó. Với mình mua này là cá nục nè. Mình cũng muối rồi nha cả nhà. Thì mình chiên cá nục với lại ăn với sườn hầm đu đủ nha. Để xả cái này xả này đã để vô cá nục chút nữa để cũng được. Chiên
Bây giờ khui vậy nó hồi hộp nè, chồng mà không biết vàng hay đỏ nè. Đó không? Vàng hay đỏ? Vàng. Đủ vàng này ở đâu mà nó mập chị? Con mua. Mua chồng á, mua 4 cây mà hai cái vàng hay cái đó. Không có cái hộp luôn. Nghe nhà. Có hộp đó nha. Đẹp ha. Giống như là cái màu giống như là trái bí đỏ á. Nó vàng nhưng mà nó vàng cam á nha, màu cam cam. Này mình hầm hết trái nha. Ừ, tròn nó cũng không có. Cây trái đu đủ tròn là cái thịt nó ít hơn trái đu đủ dài. Nó mỏng nhưng cơm ha. Nó ít hột. Nó mỏng, nó không có hột luôn nhưng mà nó mỏng cơm. Đừng hột duy nhất à. Hột duy nhất nè nè, có hột duy nhất mà. Đâu có lấy giống được. Hột lép luôn. Hột có lép rồi. Cây đu đủ vàng này á nha. Là mình hầm ăn cũng rất ngon nha. Nó cũng ngọt. Nó ngon cũng không có thua đu đủ màu đỏ đâu. Đu đủ màu đỏ nhầm cái loại là nó có cái hậu chua. Mình hầm á, nó có hậu chua. Còn đu đủ vàng này là nó không có hậu chua. Ủa, lần mình có cây đu đủ ở chỗ đó vàng hay đỏ? Đỏ. Cái đó là giống bình thường. Còn này con mua ngoài chợ người ta bán. Còn hồi hộp là cây trái dài đó là không biết vàng hay đỏ nữa đó. Con mua thì hai cây đỏ, hai cây vàng. Cái cây bên đó thì cũng ra trái luôn nha. Nó cũng ra trái, còn cây bên đó chưa ra. Sáng thì để trên mẹ về đó, cái Nguyệt cũng ghé vô mua luôn. Theo đúng này mình hầm giò heo ăn chắc cũng ngon thôi nha. Mà thấy cháo bán chỉ còn có sườn thôi, mình cũng mua sườn. Rửa sạch để đó vậy đó. Mình về mình làm cơm ăn hơi luôn nè. Sáng thì mình mua về cái mình cũng rửa sạch này, một muối ít muối với lại bột ngọt nha cả nhà. Sáng mua sớm á, cái mình cũng tranh thủ muối để đó đó, tranh thủ về làm cơm. Giờ mình bầm xả với ớt này, mình để vô, chỉ để xả ớt vô là mình chiên được rồi đó. Có bắt nước sôi nha, xương này thì mình cũng chặt ra một rửa nước muối rồi cả nhà, mình cũng trộn qua nước sôi rồi nha, mình sẽ để vô nước sôi, mình sẽ hầm, cái này mình hầm 2/3 cái số xương nãy đó, mình hầm hết mình ăn hết, mình sẽ cho hạt nêm nè, với đường ngọt vô luôn, giờ bắt dầu lên cái củi sôi ha, để cá vô chiên. Cá này nó thơm. Cá nó dài. Cá này thơm nó vừa, nó ngon nữa. Thôi. Cá này thơm nó vừa, cá càng lâu nó càng dữa. Giờ cái nồi thịt nó cũng gần được nè. Mình cho đu đủ vô. Cá này ngọt lắm. Chả cá nó cũng vàng rồi ha. Dập ra, nhộn cơm nè. Mùi xả nó thơm. Chị Hương bưng ra cho món đặc biệt nè. Bưng chào cả nhà. Món Tây Bắc hả? Món Tây Bắc bữa nay chị Xui nấu là một chảo nhiều lắm. Chị Xui kêu bưng sang cho bà một bát cho bà với gia đình dùng thử. Bây giờ chị Hương giới thiệu xương xương kìa. Cái này là chị nấu ốc á. Luộc rồi lễ ga, lễ ga sắc nhỏ lại với thịt ba gọi với sườn heo. Sườn heo thì chị hầm lấy súp. Rồi ốc với ba gọi chị xào với củ hành xong rồi chị cho cái nước súp đó vô. Rồi chị cho chuối vô. Chị nấu nêm nếm xong rồi chị cho lá tí tô với lá ngò gai với lá gì? Lá gì mình gói thịt bò? Lá lốt. Lá lốt, lá lốt, lá lốt. Rồi chị để vô không mà chị thấy cũng ngon. Dạ. Rồi vậy là ở đây chị ở đây dùng bữa với
gia đình tư tẹo luôn đi. Chị mới ăn cơm với bà Xui xong vậy, là chị Hương cũng mới quay xong, mới ăn cơm xong cả nhà. Bữa nay là chị Xui cố tình là nấu cho nhiều, múc ra một tô để đặng sang cho bà. Rồi chị ngoại chị quay vừa xong chị bưng vô. Hôm nay có lộc ăn, món này là món của người Tây Bắc. Hương thấy nó lạ, nó không giống trong mình, nhưng mà cái vị niêm nó thơm thơm, nó bùi bùi cũng ngon nha. Chắc lá lớn. Chị nói là nói với bà là chị không có ăn đường, nếu mà bà ăn đường thì bà cho thêm vào nhé. Hổm cháu có nói mấy để con gần về con món nấu món đặc biệt cho bà ăn. Chưa đâu, ngày mai còn nấu món đậu đổ gì đó, đậu đổ gì đó làm gì đó không biết nữa. Chị nói mai chị nấu món nữa. Sự nghiệp đi vô là tự nhiên lắm cả nhà, tự nhiên như là gia đình vậy đó. Thấy cũng gần gũi lắm. Ăn cánh nục thôi. Em cũng chuẩn bị dọn cơm ăn nè. Muối chiên. Lâu lâu mình ăn món này cũng ngon lắm nè. Cá biển thì bác sĩ nói là một ít gì một tháng mình cũng phải ăn cá biển một lần đó. Nó có canxi gì đó. Yeah. Ngoài trời hiện tại đang mưa cả nhà. Khu vực nó chuyển quá trời luôn rồi kìa. Quay giữa nhà coi nè. Cả một bầu trời luôn. Nhà thấy không? Quá trời luôn rồi. Hết trơn bầu trời luôn á. Không biết mưa không đây. Hy vọng là đừng có mưa. Rồi bữa cơm này gia đình Tèo đã chuẩn bị xong. Tèo mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nghe. Mời bà nội cha mẹ mua chú ăn cơm. Rồi, ăn đi con. Dạ. Anh thưởng thức món mới cho chị ba đi. Món Tây Bắc. Tây Bắc. Có ốc rồi có chuối nữa nè. Thấy lạ quá ha. Thịt heo nè, gà ốc, gà chuối. Thì cũng thử nha. Thử cho biết đi. Lá lốt. Chắc mình ăn kèm với chuối quá. Mời cả nhà nha. Ăn món Tây Bắc nè cả nhà. Hàng nhỏ cháu nó vừa rồi nó nấu món ở người Tây Bắc. Ăn lạ miệng chứ nha. Lạ. Lạ miệng mà cái mùi cũng lạ nữa. Tại vì nó có đủ thứ ra mùi. Ăn nó nè. Hình như ngon. Ngon, tao quỳ họp rồi. Ăn ốc thì nó giòn giòn. Không phải là chị cũng có nấu nhưng mà chị nấu bằng ốc quắn mình. Ở ngoài nè cái ốc bu mình nó hiếm lắm. Nên mình nấu ốc quắn. Rồi có món Tây Bắc quên món đu đủ hầm thịt heo rồi. Chuối. Chuối đâu ăn thử rồi. Ngon không? Lạ lạ. Nhưng mà nói đâu nghe thì mình ăn thì nó thấy nó lạ miệng thôi cả nhà. Nhưng khẩu vị mình thì vẫn là miền Nam. Ngon. Chị có dặn đó, có ăn đường thì niêm đường vô. Tại vì người ở ngoài người ta ăn không có niêm đường đó nha. Mỗi món nó cũng có cái mùi vị, cái ngon của nó. Cái mùi vị khác nhau. Để Út ăn thịt hầm đi con. Đồ ngọt quá trời. Ngon. Bé Út cũng mê món Tây Bắc ơi. Chưa. Cá nè, em vẽ nè, gỡ ra nè, rũ ngổn nè. Ngon hả? Rũ là ngon. Ừ, nữa nó có mỗi dịch cái kiếm tép gông á, trồng gỏi. Thu đủ này chứ không lấy giống được. Không thôi là... Nguyên trái không có hột nữa. Trồng mắm tép á cả nhà. Ngon cực kỳ luôn. Hả? Có hột không đâu. Hột có hột đâu để giống. Có giống hầm ngọt á. Lũ chậu mắm tép cũng ngon. Dạ, lũ không dễ ăn. Rồi, cho mời cái nhà ăn cơm nha. Dạ. Cái thợp cái này là món Tây, món Tây Bắc. chú già sống nhưng mà hình như gọt vỏ không có gọt giữa còn vỏ nè gọt như kiểu đâu, cái vỏ thôi mắm vậy. Cũng là lạ miệng cũng ngon lắm nha. Chưa cái vỏ chát chát lại chú già nấu bún bụi
Thử cục ốc với cục chuối à. Cái vỏ này nè, cái chuối á, mình ăn mình chừa lại cái này, nó có cái hậu chát á, nặng nó không ngán. Nhưng mà khi nấu vô đây hết chát rồi. Anh ơi, bùi. Chứ không giống như mình ăn sống. Mình ăn sống thì nó còn độ chát, còn nấu vô đây hết chát á. Cục thịt ốc nó giòn ha. Chuối thì nó dẻo, còn cái vỏ chuối thì mình ăn nó bùi bùi. Mới ăn một cái mơ hốt mình nấu vậy à, nấu theo à. Mình vô đó luôn nè. Cái nhà vừa coi xem vừa nắm mưa. Cái ốt ăn đâu đủ nè con, ngọt lắm. Cơm gia đình mình cũng đã xong. Mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nhưng mình chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú.